Ở đây mình đang là xã Ngọc Côn, Ngọc Côn, Trùng Khánh, em đang Cao quay Bằng. Em đang quay hả? Là ở miền phía đông bắc của nước Việt Nam. Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp lắm bà con ơi. Miền Bắc Việt Nam còn rất là đẹp. Và để mình chỉ ha, chỗ này ha, ngay cái chỗ này sẽ là có mấy cái hàng rào của biên giới của Việt Nam và Trung Quốc ở bên kia. Mới đầu là nghe tưởng là Trùng Khánh là qua tới một cái tỉnh nào đó của Trung Quốc rồi, nhưng mà không phải, cái này là Trùng Khánh của miền Bắc Việt Nam. Đây, những cái thửa ruộng nhỏ nhỏ, lớn lớn, bé bé, xanh xanh, vàng vàng. Có những chỗ trống, là chẳng hạn dây chỗ này là đã gặt rồi nè. Một cái miếng lõm giống vậy là đã gặt rồi. Đẹp lắm, đẹp lắm. Cái màu vàng là tưởng như những gia đình đã làm ruộng trước. Màu xanh thì còn sao? Đây có một cái con suối nhỏ nhỏ. Ở đây thì có những người là dân tộc Tày ở đây ha.